Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại điểm mai của chị Truyền ở Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái mai phôi ha, vừa dáng thế nè. Giá thì rất mềm ha. Cũng mong quý vị ủng hộ cho chị Truyền ha. Sơ lược vào đấy cho quý vị xem ha. Số thì lắc lượng năm vậy. Đấy 17 luôn. Rồi, chào chị. Rồi, em chào anh Tâm nha, em chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay là em tiếp tục lên một số phôi mai dạo Thủ Đức xin giao lưu với cô chú anh chị nữa ha. Và hình thức của em là bao ship trên toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Và địa chỉ của em là ở ấp Thành Lạc Đông, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0939046405 là số Zalo của em luôn ạ. Rồi bắt đầu em vào cây mã số đầu tiên của clip này, tiếp theo là cây mã số 56. Nhỏ gọn ha. Chiều cao là 9. Hoành là 13 rưỡi, em báo 13 nha. Rồi cái mã 56 giao lưu là 100 nha cô chú anh chị. Rồi 100. Rồi combo 2 cây lắc lượng quý vị. Mã 57 là combo 2 cây. Chiều cao là 20. 15 hoành. Rồi. Cây tiếp theo 13 hoành. Cao nếu mà đo vậy nó khoảng 17 nha cô chú anh chị. Vậy đấy ha. Rồi cây mã 57 em giao lưu là 350 nha cô chú anh chị. 2 cây 350 thôi. Rồi combo 2 cây 58, luôn. 58. Chiều cao là 27. 10 à 11 của anh. Rồi. Chiều cao là 20. 11 của anh luôn. Rồi mã 58 giao lưu là 200 nha cô chú anh chị. 200. Có ngay 2 cây. Mã 59. Chiều cao là 25. 19 của anh. Rồi. Thế đây. Rồi mã 59 em giao lưu là 307 nha cô chú anh chị. 370. Mã 60 chiều cao là 25. 22 hoành. Rồi. Vậy đấy ha. Cây uống co lát quái cây luôn nha cô chú anh chị, tay cành đẹp luôn. Rồi mã 60 em giao lưu là 750 nha. 750 ha. Rồi, giang đổ 61. Bây giờ em đo như vậy là 19 nha cô chú anh chị. Dạ. 22 hoành. Rồi. Vậy đấy luôn. Rồi cây 61 giao lưu là 370 nha cô chú anh chị. 370. 62. Chiều này là 20 luôn. 19 hoành. Rồi. Rồi 62 em giao lưu là 370 nha cô chú anh chị. 370. 63. Chiều cao là 20. 21 hoành. Đây cô chú anh chị mình tham khảo cái đế cây này nha, giống như là thú vậy ha.
Rồi cây 63 em giao lưu là 500 nha cô chú anh 500. Chị 64 rồi, lắc lượng 2 cây. Chiều cao là 29. Quạnh em đo tuốt ở trên đây là 13 nha. Chiều cao là 29 luôn. Quạnh 14. Khối đấy ha. Này cây lắc lượng quái nè. Rồi 64 em giao lưu là 500 nha cô chú anh chị. 2 cây 500. 65. Cao vậy là 10 ha. 13. Hoành là 17 hoành. Rồi. Đây đây quý vị. À, đấy đều ha. Bốn mặt nè. Rồi 65 giao lưu là 350 nha cô chú anh chị. 350. Rồi, tiếp theo luôn. 66 là combo 2 cây luôn. 2 cây lắc lượng ha. Chiều cao nó khoảng 11 ha. Hoành em đo trên đây. 18,5 em báo là 18. Rồi cây nhỏ. Cây nhỏ 13 hoành nha cô chú anh chị. Rồi 66 em giao lưu là 507 nha cô chú anh chị. 570. 67. Chiều cao là 18. 15 quanh. Rồi. Rồi 67 em giao lưu là 270. 270 nha cô chú anh chị. 70. 68 chiều cao là 17. 18 quanh. Rồi để đây. Vậy luôn. Rồi 68 giao lưu là 350 nha cô chú anh chị. 350. 69. Chiều cao là 29. 16 hoành. Rồi 69 giao lưu là 280 nha cô chú anh chị. 280. 70. Chiều cao là 30. 17 quanh. Rồi. Cây 70 nó bị lũa ngay chỗ này tí xíu nha cô chú anh chị. Rồi 70 giao lưu là 280 nha cô chú anh chị. 280. 71. Chiều cao là 58. 21 quanh. Rồi 71 em giao lưu là 420 nha cô chú anh chị. 420. 72 chiều cao là 34. 18 quanh. Rồi. Rồi 72 giao lưu là 200 nha cô chú anh chị. 200. 73. Chiều cao là 25. 17 quanh.
73 bị lỗ chỗ này nha cô chú anh chị. Rồi 73 em giao lưu là 300 nha cô chú anh 300. Chị 74 chiều cao là 30 23 quần. Ủa đấy ha, lực cây nè. Rồi 74 em giao lưu là 500 nha cô chú anh chị. 500. 75 chiều cao là 16. 20 quần. Rồi. Một khối đế luôn. Cái này một khối đế luôn. Rồi 75 giao lưu là 500 nha cô chú anh chị. 500. Rồi tiếp theo luôn. Bảy mươi sáu chiều đổ vậy là 22 á cô chú anh chị. 21 quành. Rồi bảy đấy ha, làm cũng có ghế luôn. Cho hai thứ thôi đổ mà. Rồi 76 giao lưu là 500 nha cô chú anh chị. 500. 77 combo 2 cây. Chiều cao là 19. 13 quành. Cao 19 luôn. 12 quành. Rồi 77 em giao lưu là 150 nha cô chú anh chị. 150. 78 chiều cao là 17. 17 quành. Rồi, để đây. 7 luôn. Rồi 78 200 nha cô chú anh chị. 200. 79 chiều cao là 17. 18 quành. Rồi 79 200 luôn nha cô chú anh chị. 80. Chiều cao là 39. 19 quan. Rồi, đây đây. Đây đều để luôn. Đẹp luôn. Tay cành đều. Rồi 80 giao lưu là 400 nha cô chú anh chị. 400. Rồi tiếp theo 81. Combo 2 cây. 81. Chiều cao là 20. 15 quan. Chiều bay giờ là 20 luôn. 14 quành. Rồi 81 em giao lưu là 300 nè. Ơi, 300. 82. Dán bay luôn. Chiều bay về là 35. Bay lắc lượng. 19 quành. Cây này thì nó có một cái giác lỗ ngay cái vị trí này. Rồi 82 giao lưu là 207 nha các anh chị. Rồi 270. Tiếp theo luôn. 83 chiều cao là 24. 17 quành.
Rồi 83 250. 250. 84. Bonsai lắc lượng. Chiều cao là 25. Rồi, cái này giao lưu là 300 nha cô chú anh chị. Tám mươi lăm, 16, chiều cao là 16. 22 quần. Rồi. 220 nha cô chú anh chị. 220. 86 là combo 3 cây. 70. 20 quần. Rồi. Cây thứ hai chiều cao là 20. 21 quần. Cây thứ ba chiều cao là 80. 20 quần. Rồi, cái này tự thú nè. Đó, ba con này à, cô chú anh chị mình tham khảo nha. Tự thú. Cái này cũng có cái đuôi nè. Hai chân trước, hai chân sau luôn. Một bệ đế luôn. Cái này có hiện tượng hơi xù nhẹ ha. Rồi cây mã 86 này combo 3 cây này em giao lưu là 3 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 3 triệu. Rồi cây mã 86 cũng là cây mã cuối nếp của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi chị có nhắn gửi cho em chị. Rồi em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian vừa qua nha. Rồi. Em rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ em tiếp clip này ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ chương trình. Thủ giúp mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.